Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Menico. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Menico cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Menicol Muối canxi của Acid orthophosphoric 225.989mg Canxi từ san hô 166.667mg Tảo Phimatolithol Calcarum 108.333mg Magnesium 50mg Kẽm 4,2mg Vitamin D3 16,7 mcg Vitamin K2 196 mcg Selenium 6,75 mcg Công dụng Bổ sung canxium, vitamin D3, vitamin K2 MK7 cùng một số khoáng chất cho cơ thể. Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe. Hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương ở người cao tuổi. Chỉ định Người có nhu cầu canxi cao như phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ trong độ tuổi phát triển, vận động viên và các trường hợp bị gãy xương. Người cao tuổi bị loãng xương hoặc người có nguy cơ bị loãng xương. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Trẻ em trên 6 tuổi uống một viên một ngày. Người lớn uống 1 đến 2 viên một ngày. Phụ nữ có thai và cho con bú uống 2 viên một ngày chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Menico, đồng thời biết cách sử dụng Menico, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, Hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham